Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Bùi Thành Hiếu. Ông Trùm Nguyễn Công Khế giàu cỡ nào? Khế là một người làm báo hay một con buồn bất động sản hoặc là một chính trị gia? Đầu tiên chúng ta hãy đến với công ty cổ phần tập đoàn truyền thông báo thanh niên mà Khế là chủ tịch. Người ta hay gọi tắt là tập đoàn truyền thông thanh niên. Ngoài ra, Khế còn là chủ tịch hoặc đại diện của rất nhiều công ty nữa, như công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo phát hành thanh niên, công ty một thành viên giải trí thanh niên, công ty cổ phần thực phẩm sức khỏe Việt, công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hy và rất nhiều công ty con liên đới với khế qua thanh niên Holdings. Nổi bật nhất là công ty cổ phần bất động sản Thanh niên Holdings, trực thuộc Tập đoàn Truyền thông Thanh niên. Công ty này đang là ông trùm, thâu tóm bất động sản ở Lâm Đồng. Những nơi đẹp và thơ mộng nhất của đất Lâm Đồng đều bị công ty này thâu tóm trước khi Lâm Đồng được chuyển về cho Trung ương quản lý. Dưới sự bảo trợ của Tập đoàn Truyền thông Thanh niên, công ty Thanh niên Holdings năm 2021 ra mắt một chuỗi dự án bất động sản ở Lâm Đồng. Cách kiếm tiền của Thanh niên Holdings cực kỳ đơn giản là nhờ quan hệ đen tối được cấp đất ở vị trí đẹp và giấy phép, chia đất thành những lô biệt thự và đăng bán. Ba dự án của Thanh niên Holdings ở Lâm Đồng là thanh niên Đà Lạt Hills, thanh niên Riverside Hills, thanh niên Lakeside Marina. Toàn là những nơi đắc địa của đất Lâm Đồng. Tài sản của nhân dân và đất nước bỗng nhiên rơi vào tay bọn mafia và chúng điềm nhiên chia lô và quảng cáo bán công khai thu tiền chia nhau. Danh làm thắng cảnh Sơn Thủy Hữu Tình bị biến thành biệt thự phân lô ở Lâm Đồng ngang nhiên như vậy. Không hiểu các nhà báo cấp tiếng, những người bảo vệ thiên nhiên ở đâu mà như họ không hề biết gì về chuyện này. Trong khi một biệt thự ở Sóc Sơn, Sơn Trà thì họ đau đớn cho thiên nhiên, lao đầu ngày đêm than khóc và mổ xẻ. Thực ra những nhà báo loại đó đã được khế chia phần cả rồi, người có cổ phần trong tập đoàn Thanh Niên, người được mớm tin trước mua đất giá rẻ ở những khu dự án chắc chắn sẽ được cấp phép. Trong tập đoàn này, khế sở hữu đến 75%, tức có 30 triệu cổ phiếu tương đương khoảng 300 tỷ đồng. Số cổ phần còn lại khế cho những tay chân trung thành là những nhà báo cấp tiếng mà chúng ta thấy họ hay rao giảng đạo đức trên trang Facebook cá nhân, những cái cons đình đám hiện nay. Vợ của khế, Đặng Thị Thanh Xuân cũng không hề kém cạnh chồng. Xuân cũng là chủ của một loạt công ty ở Vũng Tàu, Ninh Thuận, Sài Gòn, Quảng Nam, Đà Nẵng với những cái tên mỹ miều như Yến Xuân, Quế My, Quế Quân, Chính vợ Khế đã mua lại 11% ở tập đoàn truyền thông thanh niên, tương ứng với 4,8 triệu cổ phiếu với số tiền bỏ ra là gần 60 tỷ đồng. Tập đoàn truyền thông thanh niên của ông Trùm Nguyễn Công Khế còn có cổ phần ở Vingroup 1%. Đây là khoản mà Vingroup phải cống nạp cho Khế đổi lấy sự bảo kê về truyền thông. Nếu giá trị của Vingroup tương đương 500.000 tỷ thì 1% của nó đã là 5.000 tỷ với cái kiểu thu phí bảo kê như thế, khế còn có phần ở Hoàng Anh Gia Lai và Toàn Phát. Một phần trăm của Vingroup đã là 5.000 tỷ, còn vô vàng những tập đoàn khác phải cống nạp cho tập đoàn truyền thông thanh niên mà vợ chồng khế làm chủ từ 1 đến vài phần trăm cổ phần. Vợ chồng khế còn đang là chủ của khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Vĩnh Hy ở Ninh Thuận, nơi mệnh danh là địa trung hải của Việt Nam, làm nơi tổ chức ăn chơi cho các lãnh đạo và cựu lãnh đạo cao cấp nơi đây vợ chồng Khế cung cấp cho họ những đồ ăn uống đặc sản quý hiếm và những gái đẹp chân dài được tuyển chọn qua những cuộc thi hay từ những cái lò đào tạo gái của vợ chồng Nam Hương hay Vũ Khắc Tiệp. Tính sơ sơ đã gia sản của vợ chồng nhà báo chân chính, nhà báo cách mạng, người anh cả của lũ trí thức cấp tiếng bao gồm nhà thơ, nhà báo, nhà văn danh tiếng đã lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Chỉ vì một chút cổ phần mà khế quẳng cho một chút đất đai sang sẻ, cái lũ này đã có vài tỷ đến vài chục tỷ. Chúng sẵn sàng ca ngợi khế, bảo vệ khế. Trắng trợn đến cái vụ mà khế lăng xê cho Phan Quốc Việt bán bộ kit test giả, giết dân, hại nước. Mà cái bọn nhà văn nhà báo này còn súng lại binh vực anh lớn khế là người chỉ do vô tâm vô tư mà khen ngợi việc cũng là do tấm lòng sốc nổi vì nước vì dân hãy xem một cái bài viết của hoàng hải vân ca ngợi khế để mà hiểu rõ bộ mặt của khế và cái đám đệ tử cấp tiến nhà báo hoàng hải vân viết về cái quán phở ngon nhất đông nam bộ trên trang cá nhân nhà báo hoàng hải vân trong vai trò của một nhà phê bình ẩm thực đã khen một quán phở là đệ nhất ngon đông nam bộ mà giá lại rẻ bất ngờ Xin khai thiệt là lão nông phu là cái đứa ham ăn, nhất là ham ăn phở. Khi nào ra Hà Nội thì bận gì cũng phải đến ăn bát phở, bát đàng hay là lý quốc sư. Ở Sài Gòn, thích nhất là phở dậu ở khu phố 4 năm Kỳ Khởi Nghĩa. Lúc nào đến cũng ăn liền hai bát nên rất được mấy anh bán quán trọng thị. Giờ, về miền Đông Nam Bộ, suốt từ Bình Thuận đến Bà Rịa, chưa tìm được một quán phở vừa ý, trừ một quán phở bán vỉa hè ở Bà Rịa ăn được. Nghề ham ăn cũng lắm công phu, mỗi khi đi ăn phở thiệt là tốn kém. Sếp Nguyễn Công Khế có một khu đất ở Bình Thuận giáp với Bình Châu của Bà Rịa. Mấy năm nay chỉ làm một nhà yến chứ chẳng có làm ra môn ra khoai gì. Năm ngoái, ông nói là sẽ mở một quán ăn, muốn tuyển lão làm đầu bếp kim coi ngó. Nếu mà nhận lời ổng, sẽ được phong chức làm cố vấn ẩm thực cho nó oai nhưng mà xét thấy lão chỉ nấu được vài món lại không có dắt cái đám chó đi theo được nên không dám nhận trọng trách ổng có sự xúi dục và kết hợp của bạn đàn em của ổng không có nói chơi mà làm thiệt một khu vực ăn uống và cụm homestay đã nhanh chóng hình thành rất dịu dàng và không kém phần hoành tráng. Ông gọi điện nhắc đi nhắc lại lão phải đến dự khai trương. Buổi sáng khai trương trước hết ông cho uống trà ướp sen rồi cà phê không biết từ đâu mà ngon nhất nách. Chuẩn bị đến món phở, ông nói phở này phải ninh xương từ hôm qua, không bột nêm bột ngọt, đầu bếp có số má, tóm lại nghe ông là ổng nổ vang trời. Nghe ông nổ, lão không có tin lắm, bèn nói anh không cần nổ để mang ra ăn ngon dở biết liền. Ông hơi cụt hứng, nhưng chỉ có cách là chờ thực cách nhận xét qua thực tế. Thiệt là bất ngờ, bát phở thơm lừng, thịt mềm, nước ngọt, ăn không thua gì phở bắc đàn Hà Nội và phở dậu Sài Gòn. Lão chơi luôn hai bát mà vẫn thòm thèm, định chơi luôn bát thứ ba, nhưng phải kiềm chế vì sợ xung quanh nghĩ lão đói bảy đời. Lão nói phở này ngon so với phở dậu cũng một tám một mười, là có chút hạ thấp phở của ổng, nhưng mà ổng sướng rơn đi khoe khắp các bàn. Chỗ ở của lão cách quán của ổng khoảng 10 cây số, mười mấy cây số, nhưng mà so với đến phở bắc đàn hay phở dậu thì chỉ gần ở trong gan tất, nên lão đã ăn liên tục 4 ngày, mỗi sáng đều đủ hai bát. Với tất cả sự thận trọng của một người ham ăn, lão nông phu có thể khẳng định phở của ổng cho đến thời điểm này là ngon nhất miền Đông Nam Bộ. Còn chỗ nào ngon hơn thì lão chưa biết giá cả lại rất bình dân chỉ có 30.000 đồng một bát. Sự ngon thì không kém gì hai quán phở số má nói trên, nhưng mà cái giá thì chưa bằng một nửa. Bạn bè ở Đông Nam Bộ hay nơi khác mà có dịp đi qua nên ghé quán của ổng. Nơi đây hôm nay còn có bún bò, lão đã ăn sáng nay. Ngon không kém gì phở. Ngoài việc ăn phở, ăn bún bò và uống cà phê ngon cho khách thập phương, thì nơi này còn là homestay nghỉ dưỡng sắp khai trương với không khí trong lành chỉ cách biển chưa đầy hai cây số. Quán của ông có tên là Yến Xuân, chưa treo bảng tại số 117. Vừa rồi là bài viết của tác giả Bùi Thanh Hiếu. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.